Chào cô gái xinh ạ. Cô từ đâu đến hội đấy? Cô từ đâu đến hội? Đồng Đăng à? Đồng Đăng về đây có xa lắm không? Không xa. Mà cô hôm nay đến đây có cảm thấy vui không? Có. Vui như thế nào? Đông người vui quá. Đông người vui quá. Cháu hỏi vui như nào thì cháu cũng không biết là trả lời. Thế à? Thế phải thấy vui mới đến đây chứ, nhưng mà có phải một cái gì vui nhất chứ? Cái gì vui nhất thì cháu không hiểu. Không hiểu à? Thế thì cháu cho dùng đến ạ. Thế thì ạ. Các chú, các bác thế thì phải ôn lại nhá. Ôn lại như nào ạ? Ôn lại để cách nào vui nhất nhá. Chịu. Cái đấy này bác phải hỏi bác gái à? Thế à? Nhưng mà ở đây toàn cô gái, bây giờ tôi đang hỏi bác con gái ở đây mà. Đấy, các con gái vẫn biết không? Biết. Cái gì vui nhất? Nói đi. Chủ yếu là đi về đây tìm người yêu cũ. Không. Có phải đến đây tìm người yêu cũ không ạ? Hả? Tìm người yêu cũ không ạ? Cháu đang ngồi đây chứ chưa thấy ai bảo. Thế là chắc người yêu cũ chưa về thôi nhỉ? Cháu con nhá. Cháu ngồi đây cháu cũng biết ạ. Cháu ngồi chờ đây chưa thấy ai bảo. Càng tung tung tưng tưng rồi. Đóng hay lông luôn. Thế nó mà mới vào xí à? Và xăng. Ôi bà này đông lắm đấy, bà này. Mới xí ơi, mới xí cân đây tháo, cân nào và xí thôi. Bà này mới lái cân đây bà lắm không? Tôi bảo, để bà xí ra bảo ơi.
để bà thi rằng thế là mình lấy đi, mình lấy anh đi sao đâu trên cái cân bài này à, con tôi đi đâu nhập cân bài đi phân ra tôi bà thi bán à. Trời mưa rồi nhưng mà cái phong trào hát thì vẫn còn rất là sôi nổi. Phân ra bà khí bây. À, bà khí tôi cứ tả đấy. Cây ốc cảnh hết rồi nào. Má hàng về. Mai lên TV. Chuyện với người phụ nữ quay này chất dở về tối rồi.
Soya,